Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Ok, lâu lắm rồi mình mới làm lại video về vượt map các bạn. Và đây là mình record lại video mình vượt map 35.12 các bạn. Rồi, và với map này thì mình sử dụng những team như sau. Team đầu tiên thì mình dùng team Thoran. Team thứ hai là mình dùng team Diamond. Team thứ ba là mình dùng team không gian. Team thứ tư thì mình dùng team đại bàng sa mạc nhưng mà kết hợp giữa bip 3 với lại taxi các bạn. Team này hơi lạ. Và team cuối cùng là mình dùng nóc nhà một mình con tem. Rồi các bạn cùng xem qua các đội hình này hoạt động như thế nào nha. Và với team Thoran này thì các bạn có thể xem đây là một team mẫu team Thoran chuẩn mà các bạn có thể xây và chơi. Rồi, mục đích mình bỏ con Nara với lại con Kel'Thoth vào đây là để cho kéo team địch về nha các bạn. Nara với lại Kel'Thoth là để kéo team địch về, những kẻ địch ở xa Thoran không có khả năng quạt chúng, kéo về gặp chung. Còn Losan thì sẽ boost kỹ năng tối thượng của con Thoran, nó sẽ mạnh hơn. Còn với Rowan thì sẽ boost thêm khả năng phục hồi với lại boost mana cho Thoran có thể nổ các bạn. Rồi, team thứ hai thì mình dùng team Diamond. Diamond ở đây thì mình dùng hai tăng là Rizu với lại con sư. Sử dụng bất tử của sư các bạn. Rất là mạnh. Vera có trách nhiệm là đam phụ cùng với là khống chế địch. Còn Rezu rất là trâu, các bạn có thấy là sống cuối cùng luôn các bạn, bóp rất nhiều khiên. Tại vì khi chúng ta lên map cao, chúng ta phải cần đánh một lần rất là nhiều ải, do đó thì mình cần phải kết hợp chia nhỏ support ra, phối team các bạn, không thể dùng một team cực mạnh được. Rồi, team này mà dùng team không gian, đấng đi chung với Ezio thì không còn gì hợp hơn các bạn. Cộng với Lika bút tóc và Phượng thì cho một chút khả năng phục hồi. Rồi, ải này thì nhiều bạn dùng team Gwai để qua, tuy nhiên team Gwai của mình thì Gwai còn hơi yếu, đánh rất nhiều lần mà không qua. Do đó thì mình đã phối team đại bàng sa mạc kết hợp với Big 3 với lại Taxi. Team này hơi lạ các bạn, x3 mình vừa lên được x30, dùng rất là ok. Các bạn có thể thấy ha, mình tu chậm cho các bạn xem. Các bạn có thấy lượng đam của x3 cũng khá khá này các bạn, tuy nhiên nó khống chế rất là nhiều. Để mình tu chậm cho các bạn xem khả năng khống chế của x3 trong team. Đầu tiên là nó kéo thả một con rớt xuống các bạn. Rồi, trưởng. Sau đó hốt xôi. Mà lại tele bọt nữa. Rồi, pha hốt xôi này ta hơi xịt một xíu. Tự hốt chính mình. Tuy nhiên sau khi tự hốt chính mình thì bip 3 sẽ hồi năng lượng. Và do đó thì nó sẽ nổ. Thường thường nó sẽ nổ copy kỹ năng của taxi. Rồi lại tele bọt tiếp các bạn. Kiếm cái địch bị khống chế liên tục. Nếu các bạn ghép một team bao gồm bip 3 taxi với con Odin bên hệ sát thì có thể nói là team địch bị khống chế tới chết luôn các bạn, rất mạnh. Đây là lý do tại sao mình up bip 3 lên x 30 và tất nhiên là mình cũng sẽ up luôn 9 món nội thất các bạn, 3 lì 9 cho bip 3. Còn ải này một mình nóc nhà cân hết các bạn. Rồi mình ship team để cho con Kel'Thoth nó kéo nóc nhà về, tiết kiệm quãng đường để nóc nhà bay lại chỗ Isabel các bạn. Rồi cùng với đó là nó sẽ đứng một chỗ là rất nhiều team địch để cho nó nổ sẽ gây nhiều đam hơn. Các bạn có thể xem lại ha.
Rồi nếu mà các bạn không xếp cùng với chỗ con keo thết thì nóc nhà của chúng ta phải nhảy lại chỗ con Isa. Điều này rất dễ bị con Lucet nó gõ trốn lên đầu. Tuy nhiên với việc mà con keo thết nó đổi vị trí thì nóc nhà ngay lập tức đến sát con Isa. Cùng với đó là nó đứng chung với một băng nè, các bạn thấy không? Do nó đứng chung nên cái nụ của nó gây rất nhiều đam. Cái nụ của nó gây rất nhiều đam và dồn lên tất cả tướng. Và hiện tại Lucretia là một trong những vị tướng có khả năng một cân năm đi map sướng nhất các bạn. Một mình em nó cân luôn một map. Rồi. Nộ một cái là chết Isa. Cái nộ thứ hai của Lucretia có cấm nộ nữa nha các bạn. Rồi, chúng ta cùng xem một lần nữa. Lucretia đổi vị trí nè, nó sẽ tấn công con Isa. Rồi và như vậy thì mình đã qua được 35.12. Giờ mình sẽ xem phần thưởng của mình. Chắc chắn là có đồ các bạn. Khi các bạn kẹt map một thời gian thì mình qua map thì chắc chắn sẽ có đồ. Và lâu lắm rồi mình chưa nói lại việc trích đồ, và việc trích đồ hiện tại nó giống như trước đây thôi các bạn. Tức là các bạn có thể đợi AFK hơn một tuần thì nó sẽ ra đồ. Còn không thì các bạn vừa AFK thời gian lâu, tầm khoảng 5 ngày không một tuần, sau đó các bạn đánh qua ải chắc chắn các bạn sẽ nhận được đồ. Mình đây nhận được một rương đá nè. Rương đá này không có update đá tới 3 trong đây nha các bạn. Rồi và một món đồ, hai cái xích đỏ này thì nó đã có sẵn rồi các bạn. Mình AFK nó ra rồi. Đó, quan trọng là rương đá với lại một đồ. Rồi, giờ mình đi map mình sẽ thử dùng team Mộng Mơ. Dùng team cho chất ngủ ngàn thu luôn các bạn. Mình sẽ thử dùng team cho nó ngủ ngàn thu luôn ha. Đây. Iron Hook. Biết ba đầu game là lập tức teleport liền các bạn, tuy nhiên nó đai rồi. Để mình xếp lại Bippa đứng ở đây thì bị con Chimera chưởng một chưởng là chết rồi các bạn. Các bạn thấy ngủ tim địch ngủ đã đời luôn ha. Rồi kế tiếp là Tasi, kế tiếp là Bippa ngủ tiếp. Tuy nhiên tim này thì hết đam rồi. Mình sẽ quyết định kéo con khác các bạn, kéo Chimera. Các bạn có thấy là bip 3 nó mức độ hiệu quả của bip 3 khi các bạn ghép vào team nó còn hơn cả Taxi gấp mấy lần nha các bạn. Các bạn có thể thấy vừa teleport vừa ru ngủ vừa nổ vừa gây đam. Mức độ hiệu quả của một con bip 3 vừa hố sồi nữa các bạn, có thể nói là gấp rất nhiều lần Taxi. Và việc các bạn dùng team tháp rừng để chúng ta leo tháp thì mình khuyên các bạn là nên có bip 3. Cơ bản thì team rừng của các bạn thì mình khuyên các bạn thật lòng là các bạn nên có bip 3. Có bip 3 thì các bạn đi tháp là rất là hiệu quả các bạn, còn không có bip 3 thì rất là yếu. Cơ bản mà khi các bạn đã trên lực chiến nhiều, khi các bạn trên lực chiến càng nhiều thì việc các bạn khống chế team địch càng nhiều, các bạn không cho team địch có cơ hội gây đam thì mình mới win được. Chứ còn khi mà các bạn trên lực chiến quá nhiều, chỉ một cái chạm nhẹ của team địch thì team mình đã bị bay hơi. Chỉ cần chạm nhẹ là mình bay hơi là không đánh được. Nhưng mà khi các bạn khống chế liên tục, team địch không có thời gian gây đam thì mình sẽ qua được map. Đây là lý do tại sao mà bip 3 hiệu quả các bạn. Vừa hố sòi, vừa teleport và vừa ru ngủ.
có Tashi trong team thì khả năng nó copy kỹ năng ngủ của Tashi là rất là cao, khó copy kỹ năng khác lắm các bạn. Đứng đây mình cần hút ba kẻ địch kia về, hút được ba con là ngon. Mình đang thử dùng team này thôi các bạn, chứ nếu mà đi quải này mình có thể dùng team khác đi nhanh hơn rất là nhiều. Không thì ghép team Ensama các bạn. Không thì các bạn ghép team đấng thì qua rất là nhanh. Thả Ezio vô đây, chơi full team không gian luôn. Rồi mình sẽ tiếp tục leo tới á. Mình leo tới ải boss tiếp theo và mình sẽ làm tiếp video các bạn. Rồi, các bạn có thấy là team đấng này leo map. Team đấng này leo map vẫn khẳng định vị thế bá chủ của mình các bạn, không team nào bằng. Hiện tại đang leo map là phải gọi là siêu xịn. Kết hợp với Ezio nữa thì không còn gì bằng các bạn. Rồi, nổ Ezio nhảy. Giờ mình sẽ thử ha, mình sẽ lấy con Ezio ra, lấy con Joker vào. Team này dùng Joker không hợp các bạn. Joker thì dùng team ma nữ thì ok hơn. Team The White. Ải này các bạn hoàn toàn có thể dùng team team Thoran đi được này các bạn. Hiện tại mình đang muốn thử team này thôi, chứ nếu muốn qua thì mình có thể dùng chỉnh làm một xíu là được. Nộ của đấng không giết được Isa. Lika lĩa hay lĩa là chết.
sự rất mạnh ha. Ở đây thì mình có thể cắm chuột cho nó tự đánh một thời gian là được. Giống như các ải mình đã xếp tem nhiều ải các bạn. Mình thường thường thì mình sẽ xếp tem sẵn rồi mình cắm. Tem nào qua thì mình để đó, mình không xếp lại. Tem mà không qua thì mình sẽ chỉnh sao cho nó qua. Đó là công cụ để hỗ trợ đi cho dễ các bạn. Chứ còn ngồi đánh tay thì nó hơi lâu. Ok, thấy ghét quá, lấy nóc nhà vô đánh. Nóc nhà đứng nộ một mình vậy là không đẹp rồi. Phải bay vô giữa team địch nộ mới đẹp các bạn. Nộ trước khi lao vào team địch là bị thất thu. Mặc dù cái... Dành cho bạn nào không biết kỹ năng nộ của nóc nhà, đó là nó gom cả hai cái quả đầu lâu vào. Nó vừa có boost tấn công và vừa có boost phòng thủ cho nó. Nên nó hoàn toàn là đứng mà nộ một mình. Tuy nhiên nó nộ nó có thể gây đam. Đứng nó nộ một mình thì hơi phí các bạn. Rồi, và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe để ủng hộ cho kênh nhé các bạn. Và chiều nay thì mình sẽ thông tin với các bạn về bộ kỹ năng của tướng không gian mới.